Nếu đàn ông đụng chạm cơ thể theo ba cách này, chứng tỏ anh ấy yêu bạn điên cuồng. Trong tình yêu, có những hành động đầy mật ngọt thay cho lời nói, lời tỏ tình của anh ấy muốn nhắn gửi đến bạn. Sau đây là ba hành động chứng tỏ đàn ông thích bạn rất nhiều, sẵn lòng làm mọi việc để có được trái tim của bạn. Một người đàn ông thích bạn điên cuồng sẽ thường có những đụng chạm thế này. Thứ nhất, chuyện cũ trong lòng anh ấy. Chuyện cũ hầu như là giới hạn cấm trong bất kỳ mối quan hệ nào của đàn ông. Họ không dễ dàng chia sẻ những chuyện quá khứ với bất kỳ ai. Nhưng nếu bạn là người họ đặc biệt quan tâm, họ sẽ chủ động để bạn đụng chạm vào giới hạn này. Vì họ muốn chia sẻ cùng bạn, được bạn thấu hiểu và tin tưởng. Đàn ông càng không ngần ngại kể những chuyện cũ cho bạn, thì càng chứng minh họ đang động lòng vì bạn. Nếu hai người đang trong mối quan hệ bạn bè, thì đây là dấu hiệu đàn ông muốn tiến thêm một bước xa hơn cùng bạn. Thứ hai, nhiều lần tiếp xúc cơ thể. Những tiếp xúc cơ thể thân mật chỉ có ở những người đang muốn thuộc về nhau. Đây có thể gọi là sức hút giới tính. Càng có thiện cảm với nhau thì càng muốn có sự đụng chạm gần gũi. Khi đàn ông thích một người, họ sẽ có những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, trông có vẻ tình cờ, nhưng thực chất là xuất phát từ mong muốn thầm kín. Họ sẽ vô tình chạm tay bạn, đụng vào bả vai, cánh tay hay cổ của bạn. Một người đàn ông tử tế sẽ không có những hành động đụng chạm như thế này với người khác giới. Chỉ khi trong lòng họ, bạn có vị trí đặc biệt thì họ mới muốn gần gũi, thân mật với bạn như thế. Ranh giới gần gũi cơ thể của đàn ông chỉ mở ra cho người họ có cảm tình. Thứ ba, để bạn gọi biệt danh thân mật. Gọi nhau bằng biệt danh thân mật là bình thường với những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi một trong hai biết rõ về nguồn gốc của tên gọi này. Không phải với ai, đàn ông cũng chủ động chia sẻ điều này. Chỉ khi bạn thật sự thân thiết, và cũng không phải với bất kỳ người nào, đàn ông cũng để họ gọi mình bằng biệt danh thân mật. Đặc biệt hơn, nếu giữa bạn và anh ấy có biệt danh riêng, chỉ cả hai biết, thì càng chứng minh có sự tin tưởng và tình cảm lớn dành cho nhau. Khi đàn ông thích một người, dù đối phương gọi họ bằng tên gì, họ cũng đều đồng ý. Khi đàn ông rung động trước một người, họ sẽ thấy vui vẻ, thoải mái khi cả hai có biệt danh riêng dành cho nhau. Chỉ khi đàn ông thật lòng với ai, họ mới để đối phương động chạm những điều này. Ngược lại, nếu bạn không phải là người trong lòng, thì không bao giờ họ để bạn đến gần họ như thế. Sao người ta phải đau đớn thật lâu? Sao người ta phải đau đớn thật lâu mới nhận ra trái tim mình chẳng cần gì ngoài những điều bình dị? Sao người ta phải đau đớn thật lâu cho một chuyện tình đã cũ mềm nằm lại ở quá khứ? Sao người ta lại nhớ thật nhiều dù không cố tình cất giữ? Và quên đi là điều rất khó, chẳng dễ dàng. Sao người ta cứ mãi nghĩ về một bóng hình nào đó đã bỏ người ta đi, rồi trách hờn, giận người giận mình, rồi lại bật khóc? Người ta không thừa nước mắt, sao lại khóc thật nhiều lần vì một cuộc tình thôi? Người ta cũng đâu có nhiều thời gian thừa, sao lại hoang phí thêm cho mối tình đã tan tành không trọn vẹn? Cả thanh xuân người ta đã mang ra trao tặng, đã dốc cạn lòng mình, thế mà vỡ nát, thế mà lại thêm một lần muốn cho đi. Sao người ta phải đau đớn thật nhiều mà không cho trái tim đã chịu nhiều tổn thương của mình được ngơi nghỉ? Có một cô gái bán hoa, sau khi đã bán gần hết số hoa của mình, cũng là lúc cô phát hiện trời đã tối. Cô liền quyết định về nhà sớm hơn dự định. Lúc này cô phát hiện giỏ hoa của mình vẫn còn một bông hoa hồng chưa bán hết. Cô liền đem tặng bông hoa hồng đó cho một người ăn xin bên đường,
rồi vui vẻ trở về nhà. Người ăn xin chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một việc tốt như vậy sẽ đến đối với mình. Lại có một cô gái xinh đẹp tặng cho mình hoa hồng. Đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Thế nên anh ta quyết định không ngồi ăn xin nữa mà trở về nhà. Về đến nhà, anh ta tìm một cái lọ, nấy nước và cắm bông hoa hồng vào đó, đặt lên trên bàn rồi tự mình ngồi ngắm nghía. Bất chợt anh ta thấy rằng bông hoa đẹp như vậy sao lại cắm trong cái nọ bẩn thỉu được. Thế nên anh ta mang lọ đi đánh rửa sạch sẽ và cho rằng thế mới xứng với bông hoa. Làm xong tất cả, anh ta lại vừa ngồi vừa ngắm nghía bông hoa. Và anh ta lại thấy rằng lọ hoa đẹp đẽ như vậy sao lại để trên một cái bàn vừa bẩn vừa lộn xộn được. Thế là anh ta lại bắt đầu lau dọn bàn sạch sẽ gọn gàng. Làm xong, anh ta lại ngồi ngắm nghía bông hoa. Rồi anh ta lại phát hiện ra rằng lọ hoa đẹp đẽ là thế, cái bàn gọn gàng sạch sẽ là thế, sao lại có thể để trong một căn phòng bụi bẩn bừa bãi được. Thế là anh ta lại quyết định dọn dẹp căn phòng, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng. Chả mấy chốc, cả căn phòng nhờ có bông hoa hồng mà tươi sáng và ấm áp hơn hẳn. Đang lúc đắm chìm trong cảm giác say mê, anh ta bất chợt thấy hình ảnh của mình qua tấm gương. Đầu bù tóc rối, quần áo bẩn thỉu rách nát. Thế là sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh ta đi tắm gội thay quần áo. Mặc dù quần áo có chút cũ nhưng sạch sẽ. Sau khi chỉnh đốn lại mình xong, soi gương, anh ta phát hiện ra rằng mình trông cũng không đến nỗi nào. Tại sao lại đi làm ăn xin cơ chứ? Đây là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình như vậy từ lúc làm ăn xin đến giờ. Anh ta nhìn lại mình trong gương, rồi nhìn lại căn phòng, nhìn lọ hoa, và cuối cùng anh ta đi đến một quyết định quan trọng. Đó là từ ngày mai, anh ta sẽ không đi làm ăn xin nữa, mà sẽ đi tìm việc làm khác. Anh ta không sợ bẩn, không sợ vất vả, nên rất nhanh, anh ta đã tìm được công việc cho mình. Và cũng có thể bông hoa hồng trong lòng anh ta đã cổ vũ khích lệ anh ta không ngừng cố gắng. Nên mấy năm sau, anh ta đã có sự nghiệp riêng cho mình. Rồi nhiều năm sau, anh ta tìm đến cô gái năm nào để tặng lại cho cô một phần tài sản của mình. Không phải vì mục đích gì, đơn giản chỉ là cảm ơn cô đã tặng cho anh một bông hồng khi anh ta đang làm ăn xin. Đối với anh ta, đó không đơn giản chỉ là bông hoa hồng, mà đó là một niềm hy vọng vào cuộc sống. Trong thực tế, mỗi người đều có những ưu điểm. Chúng ta cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Bất kể hoàn cảnh thế nào, cũng không nên từ bỏ chính mình. Đừng đắm chìm trong bờ vực của sự thất bại. Chỉ cần bạn thực hiện một chút thay đổi nho nhỏ, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ có sự khác biệt. Thay đổi chính mình, đối mặt với mọi thứ bằng một thái độ tích cực, bạn sẽ tìm được bước đột phá vượt qua mọi khó khăn, tìm ra con đường nâng cao giá trị và phát triển bản thân một cách tốt nhất. Khi bạn thay đổi chính mình, mọi thứ cũng sẽ thay đổi.